chào quý khán giả và bà con nông dân đang xem 365 ngày chuyển động ngày 3 tháng 1 năm 2019. Mời bà con và quý khán giả cùng Tuấn Anh và Ngọc Như điểm qua những thông tin nổi bật ngày hôm nay. Giá cà phê tăng trong khi giá hồ tiêu đi ngang, nông dân Tây Nguyên vẫn chưa dám vui Tết. Xoài cát Hòa Lộc được quảng bá trên máy bay, một cách tiếp thị hiệu quả của nhà vườn miền Tây. Khô cá lóc miền Tây hút khách làm quà dịp Tết dương lịch, các cơ sở sản xuất rầm rộ. Cùng với các địa phương khác, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trồng rau an toàn, đạt thu nhập từ 500 triệu đến 800 triệu đồng một hectare một năm. Dù đang phục hồi, nhưng ngành tơ lụa Lâm Đồng vẫn còn thách thức. Một năm với nhiều gam màu sáng cho ngành nông nghiệp, nhưng nhìn lại thì các mặt hàng chủ lực như cà phê, điều, cao su năm qua bị giảm giá mạnh. Nhưng cũng nhờ nước ta tăng số lượng xuất khẩu mà nông nghiệp vẫn duy trì được giá trị xuất khẩu ở mức cao. Ghi nhận mới nhất từ ban biên tập chương trình, thị trường cà phê tăng nhẹ, trong khi đó hồ tiêu thì đang đi ngang. Cụ thể, giá cà phê tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng tăng 300 đồng một ký, ở mức 32.500 đồng một ký. Giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp, đang ở mức giá 32.400 đồng một ký. Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Lắk dao động trong khoảng 32.200 đồng đến 33.600 đồng một ký. Tại huyện Buôn Hồ, giá cà phê ở mức 33.300 đồng một ký. Giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 33.500 đồng một ký. Tương tự, giá cà phê tại Kon Tum và Đắk Nông đang ở mức giá 33.400 đồng một ký. Giá tiêu dao động trong khoảng từ 52 đến 54.000 đồng một ký. Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu đi ngang ở mức 54.000 đồng một ký. Hôm nay, giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước vẫn ổn định ở mức 53.000 đồng một ký. Tương tự, giá tiêu tại Đồng Nai đứng ở mức 52.000 đồng một ký. Riêng giá tiêu tại Gia Lai tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng một ký. Hiện hạt tiêu Việt Nam đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch sớm tại tỉnh Đắk Nông, với sản lượng năm 2019 được dự báo đạt khoảng 250.000 tấn. Giá tiêu vẫn đang ở mức thấp. Cho đến nay, các giống hoa mới của Lâm Đồng chủ yếu được nhập về từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Người trồng hoa tại địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu các giống hoa được thị trường ưa chuộng như là hồng, lily, tulip, cẩm tú cầu. Và khó khăn lớn nhất nằm ở cơ chế kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu. Những khó khăn trong nhập khẩu giống cũng đồng nghĩa với việc hoa Đà Lạt Lâm Đồng chỉ có 10% được xuất khẩu. 90% còn lại là tiêu thụ nội địa vì không có giấy phép PRA. Đây là giấy kiểm dịch thực vật phân tích nguy cơ dịch hại từ nước nhập khẩu giống hoa. Thông tin cụ thể từ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật như sau. Ngoài khó khăn về kiểm dịch PRA thì hiện nay cái khó vẫn là việc tổ chức sản xuất, đánh giá thị trường xuất khẩu và nội tiêu của các doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp cũng đang đề xuất với cơ quan chức năng cho nhập thương mại giống hoa. Tuy nhiên khi nhập thương mại về, đầu tiên phải đánh giá về mặt kỹ thuật có phù hợp với điều kiện ở Lâm Đồng. Tiếp đến là phải tìm hiểu thị trường hiện đang chuộng loại nào để từ đó có kế hoạch sản xuất. Hiện tại một số doanh nghiệp tham gia dự án nhập khẩu giống vẫn chưa hiểu về sản phẩm mình nhập, chưa tìm hiểu thị hiếu trong nước và xuất khẩu, khiến cho việc nhập thương mại sẽ không bền vững. Không biết là anh Tướng Anh có cảm thấy thú vị và xem cái cách tiếp thị xoài cát Hòa Lộc trên các chuyến bay để mà quảng bá cho du khách hay không? Theo cách bình thường thì xuất khẩu xoài chúng ta đã dùng máy bay rồi, nhưng mà nếu xoài còn được quảng bá bằng cách này nữa thì khách đi máy bay trong và ngoài nước sẽ biết đến nhiều hơn về trái xoài cát Hòa Lộc. Tôi thấy đây là một cách quảng bá rất là khôn khéo và thú vị. Vâng, và thông qua cái việc quảng bá xoài cát Hòa Lộc này, loại trái cây đặc sản này của tỉnh Tiền Giang đang có rất là nhiều cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng. Và đây là những dự kiến sau Tết Nguyên Đán sẽ bắt đầu thực hiện, mở ra một tương lai tươi sáng cho loại nông sản này. Cụ thể, hai đơn vị sẽ đại diện cho tỉnh Tiền Giang đàm phán ký kết với Vietnam Airlines để đưa xoài cát Hòa Lộc lên các chuyến bay của đơn vị này, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Cát Tường và hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc. Tất cả các sản phẩm đưa lên những chuyến bay của Vietnam Airlines đều được chứng nhận an toàn thực phẩm, sản phẩm truy xuất được nguồn gốc và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của địa phương. Không riêng gì người nông dân miền Tây, nhờ lợi thế về thổ nhưỡng cho nên diện tích cây ăn trái cũng sum suê tại các tỉnh Đông Nam Bộ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương thuộc top đầu trồng trái cây của vùng, đang kỳ vọng vụ trái cây Tết năm nay sẽ trúng mùa trúng giá.
Và những loại đặc sản khá là quen thuộc như là bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, quýt đường, mãng cầu, vân vân. Và năm nay thời tiết và giá cả tương đối thuận lợi để sản xuất trái cây Tết. Gia đình ông Nguyễn Kim Trinh ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang chăm sóc 1 hectare quýt đường để chuẩn bị bán Tết. Dự báo sản lượng năm nay đạt khoảng 15 tấn, cao hơn 3 tấn so với năm ngoái. Thời điểm này, giá quýt được thương lái thu mua 18.000 đồng một ký. Với giá này, người trồng đã có lời do lo ngại thời tiết xấu và hàng quá bị đụng hàng như những năm trước, nên năm nay không có nhiều nông dân sản xuất trái cây Tết. Vì vậy, nguồn cung trái cây sụt giảm, nên nông dân hy vọng giá cả sẽ tăng cao. Nhân Tết này thì anh Tuấn Anh mà đến miền Tây thì anh có thể thưởng thức các món khô thỏa thích luôn. Và trong đó thì có cá lóc, bao năm nay không thể thiếu trong dịp Tết, dùng để làm quà hoặc là chiêu đãi khách trong những ngày này. Và các làng nghề làm khô ở miền Tây thì cũng vào vụ rất là sớm. Tôi được biết là ở trên đường DT841, điểm bán khô cá lóc của người dân ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất là nổi tiếng. Ai mà có dịp đi ngang cũng ghé vào mua về hết. Nhất là rất là thu hút khách du lịch trong dịp kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019 này. Nhiều du khách tỏ ra thích thú để mua khô cá lóc về làm quà trong kỳ nghỉ. Điểm thú vị là có hàng chục hộ bày bán khô dọc theo hai bên đường với chiều dài gần 1 km, tạo thành điểm nhấn thu hút người mua. Khách du lịch ở các tỉnh thành khác, nhất là ở Sài Gòn, sau các chuyến du lịch tham quan ở Hà Tiên, Kiên Giang hoặc vùng Bảy Núi, An Giang đều khó cưỡng mỗi khi đi ngang qua. Đa phần du khách chọn khô cá lóc mua để thưởng thức và làm quà. Theo các hộ bán khô cho biết, trong các kỳ nghỉ lễ Tết, du khách thường xuyên ghé để mua khô, mỗi ngày ít nhất từ 3 cho đến 4 đoàn, mỗi đoàn mua từ 5 cho đến 10 ký khô, trong đó nhiều nhất là khô cá lóc. Giá bán khô cá lóc dao động từ 150.000 đến 160.000 đồng một ký tùy lớn nhỏ, riêng khô cá sặc và các loại khô cá đồng có giá dao động từ 170.000 cho đến 200.000 đồng một ký. Rắn có thể làm khô ăn rất là ngon vì có thể chế biến nhiều cách làm cho người nuôi rắn thương phẩm có đầu ra rất là ổn định. Trong những năm gần đây thì anh Bùi Hoàng Bằng ở ấp 2, xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi rắn ri cá. Và điều lạ là thay vì thả rắn trực tiếp vào bể hoặc là ao mương để mà nuôi giống như bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện, thì anh Bằng lại làm trong vèo lưới để mà nuôi rắn. Mô hình nuôi rắn trong vèo của anh vừa đơn giản tiết kiệm diện tích, chi phí làm chuồng trại vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nên đang được nông dân trong vùng học hỏi làm theo. Mời bà con hãy cùng chúng tôi xem cách nuôi rắn này để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi về một loài vật nằm trong linh vật 12 con giáp có gì thú vị. Anh Bùi Hoàng Bằng cho biết, thấy bà con ở nông thôn đặt lờ đặt lợp lú, bắt được nhiều rắn ri cá nhỏ, anh liền nảy sinh ý tưởng mua về nuôi. Vì nhận thấy loại rắn này trong tự nhiên ngày càng ít và rắn thương phẩm được thương lái thu mua khá cao. Thời gian đầu anh Bằng nuôi rắn ri cá trong vèo lưới, giăng ở ao nước rộng khoảng 200m² sau nhà. Bên trong để lục bình, rau ngổ, dây ni lông đen, chà tre, rồi thả rắn vào nuôi. Từ một vèo nuôi rắn có diện tích 6m², anh dần dần phát triển lên đến 18 vèo nuôi, với tổng đàn rắn đến nay hơn 1.200 con. Rắn ri cá rất dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, mỗi tuần chỉ cho ăn khoảng 3 lần. Nếu nuôi trong môi trường nước tốt và dinh dưỡng đầy đủ, thì sau 1.5 năm, rắn đạt trọng lượng hơn 1 kg một con. Hiện nay giá rắn ri cá dao động từ 380.000 đến 420.000 đồng một ký. Ngoài nuôi rắn thương phẩm, anh Bằng còn nghiên cứu tìm cách cho rắn sinh sản để bán rắn giống. Anh Bằng cho biết, rắn sau khi nuôi được khoảng 12 tháng sẽ mang trứng và đẻ. Một năm rắn đẻ con một lần, trung bình mỗi con rắn cái sẽ sinh sản một lứa từ 10 đến 30 con. Trong 5 năm gần đây, tổng thu nhập của anh Bằng từ bán rắn giống và rắn thương phẩm mỗi năm hơn 400 triệu đồng. Hiện mô hình của anh đang được nhiều người dân trong vùng tìm hiểu và làm theo. Mô hình nuôi rắn ri cá trong vèo của anh Bùi Hoàng Bằng ở Hậu Giang dễ thực hiện, chỉ cần diện tích nhỏ thôi, chi phí thấp lại cho lời rất là cao, rất là phù hợp với nông hộ nào mà có ít đất sản xuất ở nông thôn. Mô hình nuôi rắn ri cá trong vèo của anh Bằng đã đạt giải ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang năm 2017. Quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Tiếp tục với tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển, xem nông dân Lâm Đồng sản xuất nông nghiệp như thế nào. Muốn biết cuộc sống của người nông dân có thay đổi hay không thì chúng ta dựa vào con số thu nhập trung bình hàng năm được thống kê, đúng không chị Ngọc Như? Và nông dân Lâm Đồng thì từ khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu nhập đã tăng lên rõ rệt luôn.
Vậy thì cái thu nhập này tăng lên như thế nào so với các cách làm truyền thống? Thông tin cụ thể từ ngành chức năng huyện Đạt Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê, diện tích đất canh tác nông nghiệp đến cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Lạc Dương có gần 740 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính, đạt chất lượng sản phẩm an toàn với giá trị thu nhập hàng năm từ 500 triệu cho đến 800 triệu đồng một hecta rau. Với các loại hoa công nghệ cao cho thu nhập cao hơn từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng một hecta, riêng hoa lily doanh thu lên đến 2 tỷ đồng một hecta. Đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương được quy hoạch 4 khu và 1 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó có hơn 220 ha diện tích tại xã Đạ Sa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia. Nhìn một cách tổng thể thì diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đạt trên 95%. Khâu làm đất được cơ giới hóa, trong đó thì tỷ lệ cơ giới hóa 100% khâu làm đất trên cây chè và cây hoa. Từ 96% đến gần 98,8% các loại cây như lúa, bắp, đậu, rau. Hơn 16% đến 40% ở cây cà phê và cây chè. Tỷ lệ 5% khâu làm đất sản xuất nông nghiệp còn lại trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng chưa được cơ giới hóa bởi vì nhiều nguyên nhân như giao thông khó khăn, địa hình dốc cao. Cùng với đó, tỷ lệ cơ giới hóa, tự động hóa trong khâu chăm sóc cây trồng ở Lâm Đồng như phun thuốc, phân bón, tưới nước, băm cỏ, phát sữa đạt tỷ lệ từ 20 đến 30% và khâu thu hoạch với tỷ lệ cơ giới hóa cao nhất với cây lúa là 98,8%, tiếp đến cây bắp 87,5% và cây chè là 13,5%. Hôm qua thì chúng ta cũng đã tìm hiểu thông tin là tỉnh Lâm Đồng đang phục hồi nghề ăn cơm đứng, đó là nghề trồng dâu nuôi tằm. Có nhiều bà con đánh giá là nghề trồng dâu nuôi tằm không còn vất vả như ngày xưa, được ví là nghề ăn cơm đứng nữa. Nhưng có lẽ cũng không phải quá đơn giản như vậy đâu, thưa quý vị và bà con. Vấn đề muôn thuở về nguồn giống tằm Việt vẫn đang được xem là bài toán khó. Cách đây hơn chục năm thì Việt Nam ta phụ thuộc cả giống dâu lẫn giống tằm, tất cả được chủ yếu nhập từ Trung Quốc. Vậy để có nguồn giống, doanh nghiệp và nông dân đã ứng phó ra sao? Mời bà con và quý khán giả xem phóng sự do phóng viên Thúy Vi và Trọng Tú, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp kinh phí để duy trì và nghiên cứu mở rộng bộ giống tằm với hơn 50 bộ giống gốc. Thế nhưng đến nay, các cơ sở sản xuất giống tằm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng chỉ có thể cung ứng khoảng 10 cho đến 15% trứng giống tằm có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc có hơn 1.000 bộ giống gốc và trở thành nơi cung cấp trứng giống tằm quy mô lớn cho Việt Nam. Đây là thách thức lớn đặt ra với các doanh nghiệp sản xuất tơ lụa hiện nay. Tơ lụa của Bảo Lộc nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung thì khoảng một năm trở lại đây thì cũng đang được hồi sinh trở lại. Thực sự người nói là hồi sinh, thế nhưng mà nó cũng có những cái rất là khó khăn, bởi vì bây giờ là ngành dâu tằm nói chung, tằm tơ nói riêng và một số ngành nói chung của chúng ta thì cũng đang phụ thuộc rất là nhiều về cái thị trường của Trung Quốc, nhất là về vấn đề giống. Thì cái đó thì cũng là đang là một cái khó để mà mình phát triển bền vững. Năm 2018, đơn vị xuất khẩu vải lụa sang thị trường Nhật gần 80 tấn, giá trị khoảng 6 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Siêu được thành lập từ năm 2012 trong bối cảnh ngành dâu tằm tơ của Việt Nam và Bảo Lộc, Lâm Đồng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp vốn được xem là nòng cốt của ngành lại rơi vào thua lỗ triền miên. Mặc dù vậy, với tâm huyết của những người từng gắn bó với ngành dâu tằm tơ, cộng với sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh nghiệp này đã nhanh chóng đang khẳng định thương hiệu, qua đó dần vực dậy thương hiệu dâu tằm tơ Bảo Lộc. Thế nhưng, thách thức về chất lượng tơ là trăn trở của nhiều đơn vị như Việt Siêu. Ở đây, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đến Việt Nam thông qua chúng tôi, họ muốn làm tơ xe và dệt vải, nhưng bằng cái nguyên liệu tại chỗ của mình đây này, nhưng mà do nguyên liệu tại chỗ của chúng ta là chất lượng không đảm bảo, họ muốn là giảm cái giá thành của cái khâu vận chuyển tơ từ Trung Quốc qua Việt Nam, nhưng mà do chất lượng của chúng ta kém nên họ làm không được. Bên cạnh những thách thức trong nâng cao chất lượng sản phẩm tơ lụa, công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi liên kết giá trị vẫn còn là những bài toán khó cần các doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng tìm lời giải.
Bây giờ thì cái gì cũng đòi hỏi chất lượng cả, nông sản hay là sản phẩm tơ lụa cũng vậy. Muốn tồn tại thì ngành trồng dâu nuôi tằm cũng cần có giống tốt, từ đó thì mới có thể cho ra những sản phẩm lụa đẹp cạnh tranh được. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã mỗi ngày quan tâm theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay bản tin đến đây xin kết thúc. Chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Kính chúc bà con một năm mới vạn điều may, có những thắng lợi bất ngờ.